Jesus, there is power in the name, and I will adore you. My past embrace, my sin forgiven. Nói nhà hoàng họ close cái casket lại. Could we get one of the members from Choice Memorial to help us assist us close the casket. Nó lên lớn đây. Could we have one of the members from Choice Memorial assist us in closing our casket? Yeah, thank you. After that, we open. That's right, yes. Thank you. The words of the Lord from Psalm 84, verse 1, 2, and 4. How lovely is your dwelling place, O Lord of heaven's armies. I long, yes, I faint with longing to enter the courts of the Lord. With my whole being, body, and soul, I will shout joyfully to the living God. What joy for those who can live in your house, always singing your praises. Thi Thiên 84. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú Ngài đáng yêu thay. Linh hồn tôi mong ước đến đổi hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va. Lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, là vua tôi và là Đức Chúa Trời tôi. Con chim sẻ đã tìm được một nơi ở, và chim én tìm được một ổ đặng đẻ con nó, tức là bàn thờ của Chúa. Phước cho người nào ở trong nhà Chúa, họ sẽ được ngợi khen Chúa không ngớt. Giờ đây xin trân trọng kính mời thầy Nguyễn Văn Lành lên cầu nguyện khai lễ. Xin mời chúng ta cùng nhau đứng lên để hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu dấu của chúng con. Ngài là đấng dựng nên trời và đất. Ngài cũng là đấng dựng nên con người của chúng con. Ngài dựng nên thân thể của chúng con. Ngài dựng nên sự sống của chúng con. Và Ngài dựng nên linh hồn của chúng con. Buổi sáng hôm nay chúng con ra mắt Ngài và tôn vinh danh thánh của Ngài. Bởi vì Ngài là đấng hiện hữu, Ngài là đấng hằng có và Ngài là đấng còn đến đời đời. Chúng con đến với sự nhân từ của Chúa, đến với tình yêu đời đời của Ngài. Chúng con đến để ra mắt Chúa và quy sự vinh hiển cho chính mình Ngài. Chúng con nhìn lại thân phận của chúng con là những con người nhỏ bé, yếu đuối, và đời sống của chúng con ngắn ngủi chẳng khác nào như là hoa buổi sáng xinh tươi, buổi chiều thì tàn héo. Chúng con nhớ đến thân phận của chúng con chẳng khác nào như là chiếc bóng đi qua. Chúng con nhớ đến đời sống chúng con giống như khách bộ hành trên đất.
Nhưng chúng con cảm tạ Chúa bởi vì Ngài thương yêu con người của chúng con. Lời Chúa đã nói với chúng con, loài người chúng con đã phạm tội và tiền công của tội lỗi chính là sự chết. Nhưng mà sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vì vậy chúng con đến với Chúa trong buổi sáng hôm nay, chúng con đến với Chúa Giêsu là Đấng đã vào đời, Ngài đã chết thế đền tội cho chúng con. Chúng con đặt niềm tin nơi Ngài và chúng con được sự sống đời đời như Ngài đã hứa. Chúa Giêsu đã phán với chúng con, Ngài là sự sống lại và sự sống. Người nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống mà tin thì không hề chết. Chúng con đến với Chúa buổi trưa hôm nay và nài xin Thánh Linh của Chúa đến để an ủi chúng con. Ngài hiện hữu với chúng con trong giờ này. Xin Ngài đến với gia đình của anh Trương Văn Tài và chúng con cũng cầu nguyện cho gia quyến cùng các con. Xin Thánh Linh của Chúa an ủi gia quyến và dẫn dắt chúng con giữ vững đức tin để rồi chúng con được nhìn thấy vương quốc đời đời, nhìn thấy người thân yêu của chúng con ở trong vương quốc đời đời của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con đến trong thời giờ này để nài xin sự an ủi thật của Chúa. Chúng con phó dâng buổi tang lễ này trong danh của Ngài và thành tâm cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời quý vị đồng ngồi. Good morning and welcome to the Nguyen family and the Trong family and our family friends who are all in attendance today. Welcome to our family friends and our church friends who are also watching the funeral service online. And I want to also thank you to Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Calgary for hosting my mother's funeral service, and thank you to Pastor Chow and many of our church volunteers for assisting in today's service. Xin chào quý vị, xin chào tất cả trong gia đình họ Nguyễn và họ Trương và có quý khách có mặt hôm nay tại lễ tang của mẹ của Thích và mẹ của chúng tôi. Xin chào đến các chú bác, anh chị em trong gia đình, các bạn trong hội thánh đang coi lễ tang của cô Nguyễn Thị Dân trên mạng. Cảm ơn Hội Thánh Tin Lành Việt Nam cũng như là Mục sư Châu và quý anh chị em đang giúp đỡ chúng tôi hôm nay trong lễ tang. I am Reverend Titch Trong. I'm the eldest son of Mrs. Dan Nguyen, and I'll be the master of ceremonies as well as a representative for our family today for my mother's funeral. Tôi tên là Mục sư Trương Văn Vạn Thích. Tôi là con trai trưởng của cô Nguyễn Thị Dân. Tôi là sẽ người đại diện cho gia đình chúng tôi. Và là người hướng dẫn chương trình tang lễ hôm nay. We are here today to honor the memory of my beloved mother, Mrs. Dan Nguyen. Chúng ta hôm nay đến để ghi nhớ và tham gia chương trình tang lễ của má của chúng tôi, vợ của cha tôi, cô Nguyễn Thị Dân. We apologize that due to the circumstances of our funeral planning, we recognize there have been so many deficiencies and areas that we may have looked over, and we ask for your understanding regarding this. Trong lúc tang gia, bối rối, nếu có điều gì sai sót, mong quý vị niệm tình thông cảm cho gia đình chúng tôi. Vì dịch COVID và vì chúng ta cần phải giữ khoảng cách với nhau, gia đình chúng tôi rất buồn vì không có thể mời các anh chị em trong hội thánh cũng như là các bạn bè của mẹ để tham dự cái chương trình tang lễ hôm nay. Chúng tôi xin lỗi và cảm ơn quý vị và mong quý vị thông cảm cho. Because of COVID-19, the need for physical distancing, we are saddened that we are unable to have many of my mother's entire church family and friends to be in attendance at her funeral. We thank you for your expressed desire to be here
in attendance today. We apologize and we thank you for your understanding. We also want to recognize and remember many of our family and friends of my mom from around the world, from Vietnam, from the USA, from Australia and Europe, who could not be with us today. Chúng tôi muốn ghi nhận và nhớ đến gia đình và bạn bè của má khi tại vì khó khăn không có thể có mặt hôm nay. Các gia đình và bạn bè từ Việt Nam, nước Mỹ, nước Úc và Âu Châu. Thank you very much and xin cảm ơn quý vị. Chúng ta sẽ có thời giờ để suy gẫm buổi sáng hôm nay và Thích sẽ giúp cho để thông dịch sang tiếng Anh. Kính thưa tàng quyến, kính thưa quý thân bằng quyến thuộc, quý ông bà anh chị em trong Chúa, sáng nay chúng ta nhóm nhau tại đây để tưởng nhớ và tạm chia tay người thân yêu của chúng ta là chị Nguyễn Thị Dân đến nơi an nghỉ cuối cùng. Welcome to our guests, to those of you who are mourning, to our family and friends who are joining us. We're gathered here today to remember our beloved friend and family member, Mrs. Dan Thị Nguyên. Tang chế là một kinh nghiệm đau buồn lớn lao nhất trong đời người. To mourn the loss of a loved one is one of the most painful experiences that we experience in all of our lives. Và trong lúc đau buồn nhất này là con dân Chúa chúng ta tìm thấy được sự an ủi lớn lao ở trong lời của Ngài. And in this moment of pain and suffering, we as children of God can find comfort in God's words. Và trong sự suy gẫm thì tôi được sự nhắc nhở về đời sống của chị Nguyễn Thị Dân qua Châm Ngôn 31. And in as we are reminded in scripture, I'm reminded of the words of Proverbs 31 that describe Mrs. Dan Thị Nguyên. Châm ngôn này có cái tựa đề là người nữ tài đức. Và châm ngôn này được chia làm ba phần: tài, đức và tâm linh. This Proverbs 31 has the title of the wife of noble character, and it is split up in three different categories: a wife of ability, a wife of virtue, and a wife of a woman of faith. Yes. Tài là nói về khả năng làm việc và mang lại kết quả. Ability is about the about one's Thứ nhất là cái người nữ tài đức này biết làm ăn buôn bán một cách chăm chỉ siêng năng. The ability that's described here is that this woman in Proverbs 31 is a woman who's capable of creating finances and safety and stability for one's family. Trong câu 13, 14 và 17, 18 dạy như thế này: nàng lo tìm lông chiên và gai sợi, lạc ý lấy tay mình mà làm công việc. Nàng giống như các chiếc tàu buôn bán ở từ chỗ xa chở bánh mình về. Nàng thắt lưng bằng sức lực và làm hai cánh tay mình ra mạnh mẽ. Nàng cảm thấy công việc mình được ích lợi. Ban đêm đèn nàng chẳng tắt. From verses 13 to 18, it reads: she finds wool and flax and busily spins it. She is like a merchant ship, bringing her food from afar. She gets up before dawn to prepare breakfast for her household and plans the day's work for her servant girls. She goes to inspect a field and she buys it, and with her earnings she plants a vineyard. She is energetic and strong, a hard worker, and she makes sure her dealings are profitable and her lamp burns late into the night. Câu 19 và câu 24, nàng đặt tay vào con quay và các ngón tay nàng cầm con cúi. Nàng chế áo lót và bán nó, cũng giao đai lưng cho con buôn. 19 and 24. Verse 19 and 24 reads, her hands are busy spinning thread, her fingers twisting fiber. She makes belted linen garments and sashes to sell to the merchants. Chữ tài thứ hai đó là người nữ này biết quán xuyến công việc bên trong nhà nội trợ. Yeah.
The second part of ability is that a noble woman, a noble wife, is able to manage the household and manage the affairs of a family. Câu 15, nàng thức dậy khi trời còn tối, phát vật thực cho người nhà mình và cắt công việc cho các tớ gái mình. Verse 15, it describes again, she gets up before dawn to prepare breakfast for her household and plans the day's work for her servant girls. Câu 21 thì dạy rằng nàng không sợ người nhà mình bị giá tuyết vì cả nhà đều mặc áo bằng lông chiên đỏ sậm. Verse 21 says, she has no fear for winter for her household, for everyone has warm clothes. Câu 27, nàng coi sóc đường lối của nhà mình, không hề ăn bánh của sự biến nhát. Verse 27 says, she carefully watches everything in her household and suffers nothing from laziness. Và đặc tính thứ ba của người nữ tài, đó là biết đầu tư vào bất động sản. And the third description of a woman of noble character who has ability is her ability to manage the finances and the stability of a family. Câu 16, nàng tưởng đến một đồng ruộng bèn mua nó được. Nhờ hoa lợi của hai tay mình, nàng trồng một vườn nho. Verse 16, she goes to inspect a field and buys it, and with her earnings she plants a vineyard. Giờ đây chúng ta đi qua phần thứ hai, đó là đức. Đức là đời sống đạo đức. And now we'll move on to the second point, the second characteristic of a woman of noble character is virtue. Thứ nhất là biết giúp đỡ người chồng. The first is that she knows how to help her husband. Câu 11, lòng người chồng tin cậy nơi nàng, người sẽ chẳng thiếu huê lợi. Verse 11 says, her husband can trust her and she will greatly enrich his life. Câu 12, trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi, chớ chẳng hề sự tổn hại. Verse 12 says, she brings him good, not harm, all the days of her life. Câu 23, tại nơi cửa thành, chồng nàng được chúng biết, khi ngồi chung với các trưởng lão của xứ. Verse 23 reads, her husband is well known at the city gates, where he sits with other civic leaders. Cái mỹ đức thứ hai của người nữ có đức đó là biết ăn nói một cách khôn ngoan. And the second characteristic of virtue of a virtuous woman is the ability to know how to speak well and properly. Câu 26, nàng mở miệng ra cách khôn ngoan, phép tắc nhân từ ở nơi lưỡi nàng. Verse 26 says, when she speaks, her words are wise and she gives instructions with kindness. Yếu tố thứ ba của người nữ có đức đó là được chồng và con cái khen ngợi. And the third characteristic of a noble wife is that she is honored and cherished by her husband and children. Câu 28, con cái nàng trỗi dậy, chúc nàng được phước. Chồng nàng cũng trỗi dậy và khen ngợi nàng rằng, có nhiều người con gái làm lụng cách tài đức, nhưng nàng trỗi hơn hết thảy. Verse 28 and 29 reads, her children stand and bless her. Her husband praises her. There are many virtuous and capable women in the world, but you surpass them all. Và yếu tố thứ tư của một người nữ có đức đó là có lòng thương người. And the fourth characteristic of a virtuous woman is that she knows how to love all people. Câu 20, nàng mở đưa tay ra giúp kẻ khó khăn, giơ tay mình lên tiếp người nghèo khổ. Verse 20 reads, she extends a helping hand to the poor and opens her arms to the needy. Và điểm thứ ba của người nữ tài đức đó là có phần tâm linh. And that third aspect of a wife of noble character is that she is a woman who is of a woman of faith. Người nữ tài đức nhưng mà là một người biết kính sợ Đức Chúa Trời. This is a woman who is virtuous, who has ability, but she's also a woman who loves God and worships God. Câu 30 thì dạy rằng duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Verse 30 says, charm is deceptive and beauty does not last, but a woman who fears the Lord will be greatly praised. Chúng ta thấy rằng diện mạo, nhan sắc rồi cũng sẽ tàn phai.
We know and we've heard that charm is deceptive and beauty doesn't last and it will fade away. Nhưng mà người nữ kính sợ Đức Chúa Trời sẽ được khen ngợi. But a woman who fears God will be greatly praised. Sự khen ngợi này không những đến từ những thành viên trong gia đình, đến từ anh chị em trong hội thánh, đến từ cộng đồng. This praise doesn't just come from within the family and within her brothers and sisters or within the church community. Nhưng mà sự khen ngợi này quan trọng hơn hết đó là đến từ nơi Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. But the most important aspect is this praise comes from God himself, the creator of all things. Chúng ta lắng nghe lời của Chúa rằng hỡi đầy tớ ngay lành trung tín được lắm, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. We remember the words come you good and faithful servant and I will give you rest. Yeah. Come and enter the joy of your Lord. Người nữ kính sợ Đức Chúa Trời sẽ được Chúa cho vào trong sự yên nghỉ của Ngài với niềm vui mừng lớn lao. The woman who is honored by God is invited into his rest and invited into his glory. Như vậy, qua phần trình bày trên đây của một người nữ tài, đức và tâm linh, chúng ta thấy phản ảnh đâu đó đời sống tài, đức của người chị em chúng ta là chị Nguyễn Thị Dân. As we have heard in today's reflections on, in Scripture about this woman, this virtuous woman who is a woman of virtue, of ability, of virtue, and of faith, we see those characteristics mirrored in our beloved friend Dan Nguyen. Chị đã để lại cho chúng ta một tấm gương của một người vợ, tấm gương của một người mẹ, tấm gương của một người con của Chúa, tấm gương của một người anh chị em trong cộng đồng đức tin. She has left for us a reflection of herself, a reflection of a wife who was beloved, a mom who is cherished, a woman of faith, a woman who was beloved in her church community, a woman who God honored. Nên ngày hôm nay chúng ta họp lại đây để chia tay người chị em của chúng ta là chị Dân. Nhưng mà chị đã để lại cho chúng ta rất là nhiều tấm gương để chúng ta học hỏi từ nơi chị. Nguyện Chúa dùng điều này để an ủi mỗi một chúng ta. And so we gather today to remember Mrs. Dan Thi Nguyen, our beloved wife, mother, a friend, sister, cousin. We remember the life that she has lived and may we carry that reflection in our own hearts. And we continue to remember that as we say farewell to her, that we know she is in God's loving arms. Có một bài hát mà chị Dân trước khi về với Chúa, chị muốn chúng ta cùng hát với nhau, đó là bài Thỏa Lòng. There was a song that before my mother passed away, she had said that she would like this song to be played and sung at her funeral. And the song in Vietnamese is called Thỏa Lòng, which translated is satisfied. Chúng ta cùng nhau ngợi khen Chúa bài thánh ca này. Let us reflect on these words. Thêm nguy nâng bước chân tôi về bên Chúa tình yêu, đời tôi bay cao như chim lượn qua không gian mênh mông, nhìn lên thiên nhiên xinh tươi Chúa ba, hạnh phúc vượt qua ước muốn Ngài ban cho tôi nhưng không tuyệt vời tình yêu Chúa rộng sâu, có Chúa chở che đời tôi thấy thỏa lòng. Trong cuộc sống con thử thách gian nan bên mình, tâm linh yên bình và an vui ca hát thanh thơi, qua những khó khăn ta ơn Chúa nhiều hơn. Đời tôi bay cao như chim lượn qua không gian mênh mông, nhìn
đến thiên nhiên xin tươi Chúa bà. Hạnh phúc lớn quá ước muốn Ngài ban cho tôi nhưng không tuyệt vời tình yêu Chúa rộng sâu. Đường nuôi đời tôi thấy hòa lo mình hàng vui sống nơi mây lo lắng ưu tư trong đời quanh đêm luôn ngài ngài nuôi tôi như cánh chim no phong phú được tình đạo đêm sông mình yêu đời tôi bay cao như chim đường qua không gian mênh mông nhìn đến thiên nhiên xinh tươi Chúa bà. Hạnh phúc lớn quá ước muốn ngài ban cho tôi nhưng không tuyệt thay tình yêu Chúa rộng sâu. Đời tôi bay cao như chim lượn bay qua sông biển mênh mông đến thiên nhiên xinh tươi Chúa bà. Hạnh phúc lớn quá ước muốn ngài ban cho tôi nhưng không tuyệt thay tình yêu Chúa rộng sâu. Tiếp theo chúng ta sẽ có thời giờ để lắng nghe tóm tắt tiểu sử cuộc đời của chị Dân. Xin mời thích. Yeah. Good morning again. Một lần nữa xin chào quý vị. I'm Reverend Thich Trong. I'm the eldest son of Mrs. Dan Nguyen, and I owe so much of who I am to my mom, my faith in Jesus, my cooking skills, her support and encouragement for me to enter into ministry and to later become a chaplain in the Canadian Armed Forces, all that I owe to my mom. Tôi là con trai trưởng của cô Nguyễn Thị Dân. Má của tôi là một ảnh hưởng quan trọng trong đời sống của tôi. Vì má tôi đã có cơ hội để theo Chúa Giê-xu. Mà má tôi dạy tôi nấu ăn, má của tôi khuyến khích cho tôi đi hầu việc Chúa. Và sau đây trở thành một vị tuyên úy trong quân đội của Canada. I want to tell you a little bit about my mother. Tôi muốn dùng một chút thời giờ để kể về má của tôi. Mrs. Dan Thị Nguyên was born in Da Nang, Vietnam on the 12th of April 1964. Cô Nguyễn Thị Dân sinh tại thành phố Da Nang ngày 12 tháng 4 năm 1964. She was the third child in a family of 11 sons and the only surviving daughter in her family. She met and found love with her now husband, Thich Trong, in 1981. Cô Dân là con gái duy nhất trong gia đình 11 con trai. Cô gặp chú Tài, người chồng của cô, vào năm 1981. Rồi năm sau đó, hai người dự định vượt biên và được đến Hồng Kông. They made the decision to flee their country on the 5th of May in 1982, and they landed in Hong Kong, where they became refugees. And it was in Hong Kong where Thich, myself, my sister Teresa, and my brother Robert were born, and my baby sister Lucina was born later in Canada. Tại Hồng Kông, cô và chú Tài sinh Thích, Truyền và Năng tại Hồng Kông, rồi Lucina sinh tại Canada. Má của tôi là người vợ và mẹ rất là chăm chỉ và luôn bỏ ra rất nhiều công sức để lo cho gia đình. Dù là khi má tập trung lo lắng cho ba hoặc là con cái và các cháu. My mother was an awesome wife and mother. Her number one priority was always her family. Whether it was her focus on taking care of my dad or taking care of the children or taking care of her grandchildren. Riêng tôi và gia đình tôi, má của tôi đã ủng hộ tôi một cách không điều kiện. Má của tôi luôn khuyến khích tôi đi hầu việc Chúa, ngay cả khi Chúa kêu gọi gia đình chúng tôi đi di chuyển qua phía đông của Canada. Má đã luôn trung tín lo cho gia đình chúng tôi và gọi phone để hỏi thăm sức khỏe. Khi tôi đi xa với quân đội, má của tôi liên lạc vợ của tôi để chăm lo cho vợ tôi. Má thương, má lo và lo cho gia đình của tôi. Má thương vợ của tôi như con ruột của má. Và tôi cũng biết rằng má cũng thương tất cả con rể và con dâu trong gia đình như con ruột. For me personally, my mother has always shown me unconditional support. She was always encouraging me to follow Jesus,
even if that meant that it would take me and my family across the country. She faithfully checked on our family, called us frequently to make sure that we were eating healthy and doing well. She often checked on my wife when I was away for long periods of time. She loved us so well. She never considered my wife, Alyssa, anything less than her own daughter. And I know she felt the same about all of the in-laws, whether it was Mike or Marius or Amy. She all loved us as her own children. She took care of her family before herself, and that was displayed through her amazing ability to cook and her gift of hospitality. She taught us Vietnamese. She taught us how to cook. She taught us how to be faithful Christians. She taught us how to be godly people. Má chăm sóc cho tất cả gia đình chúng tôi trước khi lo cho chính bản thân mình và bày tỏ cái sự chăm lo đó qua kỹ năng nấu ăn của má và cái lòng mến khách của má. Má của chúng tôi bỏ ra thì giờ để dạy tiếng Anh, tiếng Việt Nam cho chúng tôi, dạy chúng tôi nấu ăn, dạy chúng tôi cách sống tin kính theo Chúa, và má dạy chúng tôi làm người tốt. Má của tôi là một người bà nội và bà ngoại luôn thương mến các cháu trong gia đình. She was a loving and fun grandmother to her grandchildren. Her grandchildren adored her, and I know that her legacy of love, hospitality, and good food will continue to live on not only in our children, but in her grandchildren as well. Our mom passed away on the 9th of July, 2020 at 10:22 p.m. She was surrounded by her family. She was so loved, and she will be dearly missed. Cô Nguyễn Thị Giang qua đời ngày 9 tháng 7 năm 2020 lúc 10 giờ đêm. Tất cả gia đình chúng tôi được bên cạnh má khi má về với Chúa. Chúng tôi thương mến người mẹ hiếu. Chúng tôi thương mến người mẹ hiền lành và chúng tôi sẽ rất là thương nhớ má. Vậy đây chúng ta sẽ có thời giờ để cùng nhau xem lại những cái hình ảnh thân thương của người chị em của chúng ta. And now we would like to reflect and look back at the memories of my mother through a slideshow that we have prepared. I can only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus, or in awe of you be still? Will I stand in your presence, or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when that day comes and I find myself standing in the sun. I can only imagine when all I would do is forever, forever worship you. I can only imagine, yeah. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus, or in awe of you be still? Will I stand in your presence, or to my knees will I fall? Sing hallelujah. Will I be able to speak at all? I can only imagine.
can only imagine when all I would do is forever, forever worship you. I can only imagine. Tiếp theo chương trình tang lễ buổi sáng hôm nay là nghi thức phát tang theo như phong tục của người Việt chúng ta. You want to translate it? Okay. Yeah. Okay. Okay. It's okay. Nghi thức phát tang mang ý nghĩa rằng người nhỏ hơn tỏ lòng
kính trọng và thương nhớ người quá cố bằng cách mang một cái khăn tang ở trên đầu. Nhưng mà trong buổi sáng hôm nay thì chúng ta sẽ mang một miếng vải tang vào trong người. Tôi sẽ đọc tên từng chủ gia đình, và khi đọc tên thì quý vị sẽ lên để gặp thích để nhận lấy cái vải tang và mang vào trong cái áo của mình. Trước hết đó là Trương Văn Vạn Thích là trưởng nam, có vợ là Alisa Trương và Elias Trương vắng mặt. Chíp, dạ, yeah. Ok, go ahead. Tiếp theo là Teresa Thi Barretta là trưởng nữ, cùng với rể là Michael Jordan Barretta, Stella Barretta, Sam Tilio Barretta. Teresa, yeah, please. Tiếp theo là Robert Trương, là con trai, dâu là Amy Trương, Emily Madison Trương, Eden Trương. Kế tiếp là Lucina Lý, là con gái, và rể là Marius Lý. Xin quý vị mang vào liền. Dạ, chúng ta mang vào liền. Tiếp theo là Nguyễn Hữu Sinh, là em trai, và Nguyễn Thị Sương, là em dâu. Kế tiếp là Nguyễn Hữu Ninh, là em trai, cùng Lê Thị Bích Lan, là em dâu, và Brian Nguyễn. Tiếp theo là Nguyễn Hữu Hùng, là em trai. Kế tiếp là Linh Thong Phanit và Thiêm Thong Phanit. Vắng mặt trong buổi lễ phát tang và tang lễ sáng hôm nay đó là Nguyễn Hữu Úc, Nguyễn Thị Diệu My, Nguyễn Song Tuệ Nghi. Thì đó là một số thành viên trong gia đình chính thức chịu tang cho người mẹ, người bà, người chị ở trong gia đình. Giờ đây chúng ta cùng nhau hiệp ý cầu nguyện. Ngợi khen Đức Chúa Trời vì Ngài tạo dựng nên chúng con từ bụi đất, ban cho chúng con hơi thở sự sống, ban cho chúng con những ngày tháng sống vui thỏa ở trên đời này. Cảm ơn Chúa, Ngài đã đưa dẫn anh gia đình của anh Tài từ Việt Nam sang đây để định cư cùng với chị Dân. Cảm ơn Chúa về tình yêu, về tấm lòng của chị Dân đối đãi cùng gia đình, cũng như Hội Thánh Chúa và những người xung quanh. Chúng con cảm ơn Chúa vì đã có những ngày tháng phước hạnh, vui thỏa với chị em của chúng con là chị Dân. Giờ đây con phát tang cho những thành viên trong gia đình để chính thức chịu tang, để tỏ lòng kính trọng và thương nhớ đến người quá cố. Cầu xin Chúa thăm viếng, an ủi đặc biệt trên tang quyến trong giờ phút
đau buồn nhất của cuộc đời này. Chúa cũng cho anh chị em chúng con tìm thấy được niềm hy vọng ở trong Chúa, là ngày mà chúng con sẽ gặp nhau, hội ngộ ở trong nước thiên đàng phước hạnh của Ngài, với một thân thể mới, một thân thể vinh hiển, và chúng con đi vào sự sống đời đời. Chúng con cảm ơn Chúa. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. You want to share now, right? I would like to just share a few final thoughts about my mother, as well as a couple letters that we actually have written as well. Tôi muốn chia sẻ vài lời cuối về má của tôi. She has always been a servant and always worried about the needs of others. Má của chúng tôi luôn là con người có tấm lòng hầu việc và luôn lo lắng cho những người bạn và gia đình. Even in her final days, she would constantly ask us to make sure we had eaten our meals. She would ask, "Have you eaten yet?" And she would make sure we were dressed warmly and if we had rested yet. This was who my beloved mother was. Trong những ngày cuối, má luôn hỏi chúng tôi nếu chúng tôi đã ăn hay chưa, và nếu chúng tôi đã mặc áo quần cho nó ấm hay chưa hay không, và nếu chúng tôi đã nghỉ ngơi hay chưa. Đây là những cái đặc tính của má của chúng tôi. Tôi thương má của tôi, tôi nhớ má của tôi. Má của tôi là một người vĩ đại. I love my mom. I miss my mom. She was a great, great woman. My mom wanted us to read a few letters before she died. We wrote these letters to her while she was in the hospital and she couldn't speak due to the lung cancer. She couldn't speak, and so we had written letters to read to her, and she asked us to read these at her funeral. And after I'm finished reading my letters, my brother-in-law Michael has a couple words to share as well. Trước khi má của chúng tôi qua đời, chúng tôi có dịp để viết vài lời bức thư để đọc cho má của chúng tôi. Thì má của chúng tôi không có khả năng để nói chuyện tại vì cái ung thư phổi. Rồi sau khi tôi đọc xong mấy bức thư thì em rể của tôi Michael sẽ lên để nói vài lời cuối. This is a letter from my brother Robert. And these letters are all in English. Xin quý vị thông cảm cho chúng tôi vì những bức thư đều viết trong tiếng Anh. Dear Mom, I'm sorry my Vietnamese wasn't better so that I could have told you this in person. But I wanted to let you know the things on my heart somehow. I want to say thank you so much for everything you've done for me, for all of the love that you've poured into my life. You worked so hard to raise us up, and I know you did the absolute best you could have. Having kids of my own now, I look back and realize how amazing you are and how patient you were with us, especially when we were all so different from one another. You were still able to love us all. You worked hard and sacrificed so much so that we could have the opportunity to be successful. You always been an encouragement to me. You always making sure that I did my best in school, in work, and in my family, and in my faith. You are so rooted in your faith in God, and that has always given me an example to turn to when I struggled in my life. Even in these last few weeks, you continue to remind me to trust in God and to know that He is in control. You have such a servant heart, and it shows through how you care for us as a family. And I know you pour so much love and care into the meals you make for us when we gather as a family, whether it's just a simple dinner for just me, Amy, and the kids when we come by to visit, or if it's a holiday and our entire family gathers. You work tirelessly to prepare the most delicious food that we could all enjoy together. You've taught us to be selfless, generous, and kind to the people in our lives. Thank you for loving Amy and our kids. You've welcomed Amy into our family and have been so loving towards her. You always checked to make sure she was doing well and taught her many things. You have been a wonderful grandmother, and our kids love you very much.
The times where they slept over at your house, they had so much fun. And even though we worried sometimes when we were away on vacation, we knew that the kids would be well taken care of. Emily loves playing with you, and even though Aiden can be grumpy sometimes, I know he loves your cooking. He will sometimes fight eating the foods we make for him at home, but at your house, he always eats your food without complaining. Thank you for everything that you've done for me and our family. Please don't worry about us. We'll make sure to take care of each other and Dad. God is good, and he'll continue to watch over us. I'm so grateful and fortunate that you're in my life. I know I don't say it enough, but I hope you know that I love you so much. Nung, Robert. This letter is from Amy. Hi, Maya. I know I might not have been the daughter-in-law that you may have imagined Nung marrying when he was young, but I know you love me anyway. You have welcomed and accepted me for who I am with your whole heart since day one. Thank you for that, Mom. You have showed me the love of Christ through your kindness, generosity, sincerity, and how you live your life. You are an amazing woman of faith who fearlessly loves the Lord. Watching you live such a devoted life to God and your family has encouraged me to do the same. I hope to be a good wife to Robert as you are a good wife to Ma. I hope to be as great a mother like you are to my children. I dream of being as fun and as loving as a grandmother that you are to Emily and Aiden. You have taught me many things that I lacked when I first joined the family. You have done that with such grace and love, and I have learned so much from you and will forever be grateful to you. I love you, Mom, so, so much. I want to let you know how great of a son you have in Robert. He is patient, loving, forgiving, kind, and gentle-spirited. I believe he has gotten these very things from you, as you are such an important example in his life. He is quiet and he doesn't say or express much, but I do know how much he loves and admires you. He is an amazing husband and a father who leads our family strong in his faith in the Lord. I just want to thank you for being that example for Robert. I'm truly blessed to have him as my husband, and I do love him dearly and will try my best to be a good wife to him. Thank you for such an amazing son. You must know that he is amazing by the way our kids never leave him alone and always want him. I pray that Aiden will grow up to take those very traits from Robert that you have instilled in him and to be a man of faith. I have hope and see glimpses of it as he admires Robert so much and follows after him. Emily sees her dad as her hero and protector, and they have such a good relationship, and it warms my heart. I too believe that Emily will gain these amazing characteristics that you have. Our kids love you very much. Thank you for loving me as me. I know I was different from your kids, and I joked and played around a lot, but I just wanted to make you laugh. I hope you had some good laughs, even if it was at me. I love you, Maya. Amy. This letter is from Marius. Mom, I'm sorry to have to write a letter so that I can finally find a better way for us to understand each other. One of the greatest joys for me over the years has been what I can do to make you laugh. Sometimes you have laughed at me, and sometimes you have laughed with me. I will never forget your laugh. I always wanted to find a better way for us to understand each other. I really wanted you to know that I love you very much, and I know that you have loved me very much. Mom, you have displayed that love through your actions and advice that you have given to me and amazing food that you have cooked for us over the years. I will never forget that you came to Edmonton to visit me right after my foot surgery. I will never forget that you were there for Lucina and me to give us advice and support in our marriage. I know English is not your mother language, but I truly appreciate you doing your very best to reach us both. I wish I were a better son-in-law. I wish we were able to talk and share the fun and difficulties in life. I love Lucina very much, and I will never forget the times when you showed out your love and affection to both of us. You've done a really good job raising Lucina to become a woman who loves God with all her heart. Lucina is very much like her mother. She cares for her friends and family. She has a lot of good character, and that is also thanks to your influence. She likes to cook, the recipes that she learned from you, and also likes to laugh at me and laugh with me. I don't know what God's plans are for you, but I only know that you have made God proud because I've witnessed firsthand the way that you have served the community, the church, our family, and our friends. That's something we can all see and are grateful for. John chapter 14, verse 27 says, "Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. I love you, Mom, Marius." And the last letter is from my wife, Alyssa. "Dear Mom, I just wanted to tell you how much I love you. You raised a wonderful son, and I am blessed to be married to Titch.
You and Dad raised Titch to be kind, loving, and someone who loves God with all his heart. All of these qualities that Titch has learned from you. I'm so thankful he has a loving, kind mother to guide him in his life and faith. You taught Titch to pray, faithfully modeled how to love God and how to live a godly life. These are all things that he is passing down to Elliot. You have taught me so much. You have taught me how to make rice properly, how to cook pho, how to make spring rolls and salad rolls. I'm so thankful that you took the time to teach me how to cook. There's no way that I'll ever even come close to being as good of a cook as you are, but I'm so thankful that you taught me. You have taught me how to be patient and kind and loving. You are a great role model, and I'm so thankful that when I married Titch, I got a second mom. I never felt like your daughter-in-law or the woman that your son married. I always felt like you treated me like your own daughter. The unconditional love that you extended to me will continue to impact my life. Thank you for visiting us when we lived in Ottawa. I had so much fun touring around with you. And thank you for going to Lynn's wedding with us in Toronto. It made me feel so loved that you and Dad came out to visit us. You have always been supportive of Titch's ministry, from Ottawa back to Calgary, then off to Greenwood. And know that having us living far away is so hard. You were so proud when Titch joined the military as a chaplain, and I want you to know that you have so much to be proud of. God is using him in great ways. You are a wonderful grandmother to Elliot. Elliot loves you so much. Elliot often talks about how much he misses living close to you and all the fun memories that he has had with you. I'm so thankful that Elliot has had such a loving grandmother like you. Elliot often tells me how much you let him jump on your bed and how you played with him and how much fun he always had spending time with you. The memories that you made with Elliot will live on in his heart forever. Elliot says the best part about visiting your house is always that you have really good food. He often tells me that I need to make better food like Benoy, and often says that my soup is not as good as yours. You have set the food bar very high. Elliot wanted you to know that he prays for you daily. He hopes that you are not in pain and that doctors are taking good care of you. We look forward to talking with you every day while Titch is in Calgary. Elliot already has books picked out to read to you and is so excited to read to you. I love you so much, Alyssa. Tess wanted me to say a few words for our mom and for Stella and Sam's Bangnoy. I have to apologize. That's about the extent of my Vietnamese, so I have to say this in English. I want to recognize the strength of my brother, Titch. You're doing an amazing job, and I'm really proud to call you brother. And the letters from the rest of my brothers and sisters, the care and compassion that's shown is amazing. But really, it's not surprising, as that's what mom taught us, and we had a really great role model in how to care for people in her. If you ask anyone about mom, that's the biggest thing that stands out about her. It's the amount of love and care she had for people. It was truly inspiring. She loved everyone, but she definitely had a special love for her grandchildren. And that's something that I know Tess and I will miss the most is, you know, our Christmas get-togethers, where we try to get all the kids down to mom's, regardless of where each of us was in the country, and we got to go see mom in her element with the grandkids. But it didn't take years to see that mom really cared about everyone. You felt it the instant you met her. There's nothing more that she wanted than for everyone to be together and just enjoy each other, and mom was the constant facilitator in this. Even in my last conversation with mom, she grabbed my hand, she grabbed Teresa's hand, Sam's and Stella's. She had them sandwiched between hers. She had so little energy left at this time, but she had enough to whisper three words in my ear, and she said, as she was holding our hands together, she said, together, she said, safe, she said, happy. Because that's what made mom happy. It's when everyone was together and everyone around her was happy. I still remember the first visits out to Calgary with Teresa. I was a typical nervous boyfriend going out to meet the parents, compounded by the fact that Tess told me
Mom didn't speak a word of English, which is not true, by the way. Once she got comfortable with you and once there wasn't the kids around to translate, you'd be surprised at how much English she knew. I was nervous, but Mom was Mom. And of course, she made sure I ate way too much, but she also made sure I had a seat at the table and was included in everything. She made me feel a part of the family from day one. Auntie Lynn from Toronto said something to me and Marius a few days ago. She said she was amazed at how we acted like sons as opposed to sons-in-laws. And like Titch said, that was because of Mom. She didn't treat us like a bolt-on to the family. She treated us like sons. The same way she treated Amy and Alyssa like daughters. She treated us like family. And when it was time to get in the truck, head back north up to Edmonton, whether it was those first trips or the recent last ones over a decade later, not only did Mom make sure that you left with a full belly, but she made sure that you left with a full heart. So rest easy, Mom. Stell, Sam, Tess, I, the rest of the family will be together, safe and happy, and we'll see you again one day. Thank you for everything you've done for us. We love you. Thank you. Giờ đây tiếp theo thì rất tiếc trong cái hoàn cảnh đại dịch cho nên con cái Chúa trong hội thánh không thể chính thức đích thân đến dự tang lễ và chia buồn cùng tang quyến. Nhưng mà anh Phan Tấn Tiến, chấp sự trưởng của hội thánh, sẽ có lời để thay mặt hội thánh chia buồn cùng tang quyến. Nên giờ đây xin trân trọng kính mời anh Phan Tấn Tiến. Trong khi anh Phan Tấn Tiến lên đây thì tôi cũng chuyển lời chia buồn từ ông bà mục sư Phạm Hữu Thuận từ Edmonton và hội thánh Edmonton cũng có nghe tin của chị Dân. Ban cầu nguyện cũng có cầu nguyện cho chị Dân. Ban cầu nguyện Edmonton cũng có cầu nguyện cho chị Dân. Ông bà mục sư Phạm Hữu Thuận cũng gửi lời chia buồn cùng anh Tài và tang quyến. Kính thưa hội thánh, kính thưa mục sư, ban linh vụ của hội thánh, sáng hôm nay tôi tới trong nhà của Chúa để chia tay với người chị em của chúng tôi là chị Nguyễn Thị Dân. Trong Thi Thiên 31 câu 15 nói rằng kỳ mạng tôi là ở trong tay Chúa. Có lẽ là chị Dân đã hoàn tất cái công việc của chị đối với Chúa, đã xong sự chạy. Chị là người con, người dâu hiếu thảo đối với bác gái ở đây. Chị là người vợ tài đức, luôn chia sẻ những khổ cực trong lúc mới qua đây. Và đã 40 năm rồi, chị vẫn săn sóc và thương yêu gia đình, chia sẻ với gia đình, con cái, con cháu và kể cả những anh em sinh hay là ninh được ngày hôm nay, giống như Hùng được ngày hôm nay cũng là do tình cảm của tình thương của chị Dân dành cho tất cả, từ cha mẹ, con cái, gia đình và cả đến hội thánh nữa. Khi mà nói đến chị Dân thì ai cũng biết đến cái nụ cười hiền hòa của chị. Chị luôn luôn quan tâm và giúp đỡ người khác. Thức ăn luôn là rời rộng để dành cho những công nhân Chúa, những người cần thiết. Tôi cảm tạ ơn Chúa là Chúa cho chúng tôi cũng quen biết với anh chị Tài Dân vào những lúc mà thích trương hay là thích năng truyền. Lucina còn là những người thiếu niên và tôi cũng nhóm tổ chung với tổ Timothy cũng 4-5 năm với gia đình chị. Cảm ơn Chúa là Chúa đã cho chúng ta thấy một cái gương tài đức và trong cái tình tâm tình về sự yêu mến Chúa và phục vụ Chúa của chị.
Chị cũng là cái người mà đứng bên cạnh anh Tài để mà khích lệ, nâng đỡ anh trong sự làm chấp sự ở trong hội thánh. Và cảm ơn Chúa là chị luôn là người mà đóng góp về thức ăn rời rộng và cũng như tánh tình hiếu khách của chị. Hồi nãy tôi thấy những bức hình ở trên đây, thấy chị đi chơi nhiều lắm. Những nơi mà chị đi chắc là rất là nhiều, nhưng có một nơi ngày hôm nay chị đi đến đó, đó là thiên đàng. Tại sao tôi biết? Tại vì những người mà khi mà tin nhận Chúa thì lời hứa của Chúa rằng khi qua đời thì chúng ta sẽ trở về với Chúa, trở về lại thiên đàng. Chính nơi đó Chúa sẽ lau hết những giọt nước mắt của chúng ta. Chúng ta không còn đau khổ, không còn bệnh tật nữa. Và nơi đó sẽ không còn cái ánh đèn nữa, sẽ không còn mặt trời mặt trăng nữa, vì sự chiếu sáng của Chúa Giêsu ở trên đó. Và ngày hôm nay chị đang ở nơi đó, và chúng ta có thêm một cái niềm hy vọng nữa sẽ gặp chị ở nơi trên đó. Chúa ban phước lại cho gia đình của anh Tài, chị Dân, hầu tự để nhìn thấy tấm gương của người mẹ, người vợ, người bà, và chúng ta bước đi theo trong đường lối tin kính Chúa. Chúa ban phước lại cho quý ông bà anh chị em. Với cái lời chia buồn đó, chúng ta sẽ kết thúc lễ an táng buổi sáng hôm nay bằng lời chúc phước. Sau đó thì chúng ta sẽ có cái phần cuối cùng, đó là viếng linh cữu và di quan. Vậy là xin mời tất cả chúng ta cùng đứng lên để cầu nguyện và nhận sự chúc phước. Một lần nữa con ngợi khen Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa tạo dựng nên chúng con, là đấng ban cho chúng con hơi thở sự sống, là đấng ban tình yêu cho chúng con để sống, là đấng ban ân điển cho chúng con để rồi tại đó chúng con mọi tội lỗi quá phạm của chúng con được Chúa tha thứ và chúng con được hưởng nước thiên đàng phước hạnh mà Chúa đã dành sẵn. Chúng con cảm ơn Ngài. Lạy Chúa, chúng con đang tiến hành tang lễ cho chị em chúng con là chị Nguyễn Thị Dân. Với đức tin chúng con tin rằng chị đang ở trong vòng tay yêu thương của Ngài, nơi phước hạnh. Cầu xin Chúa dùng điều này để an ủi tan quyến trong giờ lúc đau buồn này. Chúng con cảm tạ Chúa. Nguyện xin Đức Chúa Trời ba ngôi, ban tình yêu thương cao cả của Đức Chúa Cha, ban ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu Christ, ban quyền năng sự an ủi lớn lao của Đức Thánh Linh ở cùng tang quyến, ở cùng hội thánh, hầu tìm thấy được nguồn an ủi trong giờ phút đau buồn này. Amen. Xin mời tất cả cùng ngồi.